Đây là lần thứ hai chị thay đúng không? Ừ, hôm trước cũng vỡ một lần đúng không? Ừ. Hôm trước vỡ ở trên dưới. May là cái ốc này nó còn dày nhá. Ốc khác thì thôi đấy. Bính nhiệt cụ đi đấy. Đến tận cái thời điểm này ấy, thì vẫn có rất là nhiều anh em chưa tin là Hoàng Kiên bảo hành rơi vỡ sửa chữa miễn phí đúng không? Thì hôm nay tiếp tục cái series kiếp nạn bảo hành rơi vỡ của Hoàng Kiên thì lại có một trường hợp rơi vỡ lần thứ hai và mang qua lại được sửa chữa miễn phí cả hai lần đây anh em nhé. Đấy, nói luôn cho anh em biết là em không chỉ bảo hành rơi vỡ sửa chữa miễn phí một lần mà là không giới hạn số lần trong thời gian bảo hành nha. Con này của chị em mua vẫn trong thời gian bảo hành ý. Thì thay lưng vẫn được thay lưng miễn phí ý. Thay lưng thì thường sẽ không giới hạn số lần thay trong một năm bảo hành, nếu mà chị cứ vỡ thì được thay. Đây là lần thứ hai chị thay đúng không? Ừ. Trước cũng vỡ một lần đúng không? Máy của chị ấy là mua vào ngày 20 tháng 4 thì đến mùng 9 tháng 7 chị có đánh rơi một lần và được thay lưng miễn phí này và cả thay cam miễn phí luôn nhá. Hoàn toàn là không mất đồng nào anh em nhá. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 8 thì chẳng may chị ấy lại làm rơi phát nữa. Mà chị ấy bảo ấy, do là lần trước chị ấy làm rơi rồi nên chị cẩn thận mua cái quả ốp 600k để ốp cho nó đảm bảo rồi. Thế mà rơi phát nữa còn tanh bành hơn cả lần trước. Đấy, cứ không phải là dùng ốp đắt tiền là rơi là nó sẽ không sao anh em nhá. Có khi dùng quả ốp máy xịch bên em nhá, xe cán ấy cũng không thể bay luôn mấy cái tảng lưng như này được. Thì con máy này ấy vẫn sẽ được thay lưng miễn phí là điều đương nhiên rồi. Tuy nhiên là bên em sẽ kiểm tra lại toàn bộ các chức năng để xem có ảnh hưởng gì không. Nếu có thêm lỗi khác ví dụ như là loa này, mic này, camera hay là Face ID vân vân thì cũng sẽ được sửa chữa miễn phí. Nhưng mà thật may ấy, sau khi kiểm tra xong thì máy của chị không phát sinh thêm lỗi gì cả nên chỉ cần thay lưng là ok. Và những cái con máy đã được sửa chữa miễn phí như này rồi ấy, thì dù một lần, hai lần hay là nhiều lần thì vẫn sẽ mất cái chế độ bảo hành một đổi một nhé. Tuy nhiên là nếu như mà anh em muốn lên đời hay là đổi sang máy khác thì bên em sẽ vẫn kiểm định lại máy và hỗ trợ thanh lý hộ nhé. Nhưng hãy cố gắng gìn giữ máy để chiếc máy của anh em có thể sử dụng bền hơn, lâu hơn. Và nếu sau này anh em có lên đời ấy, thì Hoàng Kiên sẽ thu vào 100% giá bán lẻ. Anh em sẽ không lỗ đồng nào. Thế nha!